27. Kayutora Hanemiya. Ở trong truyện thì Kayutora là số 3 của Ba Lưu Ba La. Bản thân có thể ra lệnh cho hai thằng đội trưởng, nên về sức mạnh thì cũng đứng hàng top để có thể uy tín trước quần hùng. Nhưng Bay nghĩ, thứ quyết định vị trí của cậu không chỉ là sức mạnh, mà còn là sự lạnh lùng dám chơi tàn nhẫn. Về võ công thì cũng ngang ngửa với ba thằng ở trên. Trong bang Ba Lưu Ba La này, chỉ có mỗi Hama và Ba Di đáng được lưu ý mà thôi. 26. Sensui Nui. Nhìn cậu ta cười cười vậy thôi chứ là một chiến binh mạnh mẽ hoàn toàn. Inui đã vô địch trong một trận chiến trước khi gặp Tajui. Cậu là thủ lĩnh đời thứ 10 của Hắc Long, có quyền kiểm soát một đám du côn hùng mạnh. 25. Hajime Kokonoi. Cậu ta có sức mạnh chiến đấu ngang ngửa với Inui, một chiến binh mạnh mẽ. Nhưng thế mạnh lớn nhất của cậu ta không phải là chiến đấu mà là khả năng kiếm tiền. Cậu được mệnh danh là túi tiền của Hắc Long.